đến với tiết mục đạt giải nhất của câu lạc bộ Super Đen Vĩnh Yên trong cuộc thi dân vũ thể thao Super Đen toàn quốc lần thứ 1 tại Thanh Hóa vào tháng 5 năm 2024, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Super Đen Vĩnh Yên. Chào đón nhóm nhảy câu lạc bộ Super Đen Vĩnh Yên qua bài hát vào hạ. Xin mời. Chúc mừng cho màn biểu diễn hết sức tuyệt vời đến từ câu lạc bộ Super Đen.